Mình đang có ở đây không chỉ một mà tới hai chiếc card đồ họa RTX 2060 đến từ Gigabyte. Bên ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một phiên bản 2 fan và bên cạnh mình đây thì chúng ta sẽ có một phiên bản 3 fan. Trong video này thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn đi đánh giá về phần thiết kế cũng như hiệu năng trên hai mẫu card đồ họa này để xem với mức giá tiền chênh lệch khoảng gần 1 triệu đồng thì nó có sự khác biệt về phần hiệu năng ở trên hai mẫu card đồ họa này. Cũng như chúng ta có nên nâng cấp từ những chiếc card đồ họa thế hệ cũ như là GTX 1070, GTX 1070 Ti lên những chiếc card đồ họa mới như thế này hay không thì chúng ta cũng bắt đầu khám phá trong video ngay bây giờ. Về phần thiết kế thì mình nghĩ các bạn đã đoán được chiếc card đồ họa nào nó sẽ đẹp hơn rồi. Với việc được thiết kế 3 fan thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác như nó đầy đặn cũng như khi mà chúng ta nhìn vào thì trông nó sẽ hầm hố và đẹp mắt hơn so với chiếc RTX 2060 2 fan kia. Tuy nhiên có một điều mà các bạn cần nên quan tâm, nếu như các bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn phiên bản 2 fan hay là phiên bản 3 fan thì điều này nó sẽ phụ thuộc vào bộ cây mà chúng ta đang sử dụng. Nếu như cái vỏ cây của các bạn nó có kích thước quá bé thì chúng ta nên chọn phiên bản 2 fan, vì nếu không chúng ta mua phiên bản 3 fan thì các bạn hoàn toàn không thể lắp được. Vậy nên thì nếu như các bạn mua phiên bản 3 fan mà cái vỏ cây của các bạn nó quá bé thì các bạn sẽ phải tốn thêm một cái khoản tiền để chúng ta mua một cái vỏ cây có kích thước lớn hơn để chúng ta lắp. Và mình nghĩ điều này nó không đáng. Đi sâu một từng chi tiết thì ở phần phía trước của hai chiếc Vega này, với phiên bản 3 fan thì các bạn sẽ có mỗi fan là số quạt, đó chính là 11 cánh. Với hai cái fan ngoài cùng ở trên chiếc Vega này, nó sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ, còn cái phần fan ở giữa thì nó sẽ quay theo cùng chiều kim đồng hồ. Điều này thì nó sẽ giúp cho cái phần không khí nó sẽ không bị va chạm cũng như nó sẽ không bị đối lưu như trên những chiếc Vega thế hệ cũ. Về các cổng kết nối thì ở trên hai chiếc card đồ họa này là y chang nhau, với 3 cổng DisplayPort, 1 cổng HDMI. Và trên những chiếc card đồ họa thế hệ mới như thế này thì các nhà sản xuất đã loại bỏ cổng DVI, một điều cũng khá là dễ hiểu khi mà khả năng xuất hình ảnh của cổng DVI không thể nào truyền tải hết được cái tính năng cũng như các công nghệ ở trên những chiếc card đồ họa thế hệ mới như thế này. Về phần tản nhiệt ở trên phiên bản 3 fan thì các bạn sẽ có hai cái ống đồng được trải dài trên những lá nhôm tản nhiệt. Với việc được sử dụng hai ống đồng như thế này, theo mình thấy thì là hơi ít. Và đây còn là những dòng OC thì nếu như các bạn ép xung thì liệu rằng hai ống tản nhiệt này thì nó có đủ để làm mát được cái nhiệt lượng GPU tỏa ra hay không? Trên thực tế thì là như vậy, còn để xem thì liệu rằng nó có nóng như chúng ta suy nghĩ hay là không thì các bạn hãy chờ đến phần sau khi mà mình test hiệu năng trên chiếc Vega này. Còn về trên phiên bản 2 fan thì nó cũng được làm tương tự như vậy, thì các bạn cũng có hai cái ống đồng. Vậy nên thì mình sẽ không nhắc lại phần này nữa. Ở phần cạnh trên của hai chiếc Vega này, chúng ta sẽ có hai phần chính, đó chính là phần logo của Gigabyte. Mặc dù vậy thì ở phiên bản 3 fan thì logo này có thể phát sáng theo đèn LED RGB Fusion, còn ở trên phiên bản 2 fan thì nó không thể phát sáng được. Một điểm mình cũng hơi thất vọng ở trên những chiếc RTX 2060 đó chính là các nhà sản xuất đã làm cái họa tiết, đó chính là chữ GeForce RTX thì nó không thể phát sáng được. Vậy nên thì nếu như các hãng mà làm cái dòng chữ này nó phát sáng thì trông nó sẽ tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được đây là những dòng card thế hệ mới. Về việc cấp nguồn thì nó sẽ sử dụng một đầu duy nhất là 8 pin và nó sẽ yêu cầu một bộ nguồn có công suất tối thiểu là 500W. Về phần backlight của hai chiếc Vega này thì nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt cũng như là nổi bật. Vậy nên thì mình sẽ không đi sâu ở phần này nữa. Về thông số phần cứng chi tiết của hai chiếc Vega này thì nó được sản xuất trên kiến trúc Turing mới nhất, được sử dụng chuẩn RAM GDDR6 với VRAM là 6GB, xung nhịp là 1830MHz. Tuy nhiên thì đối với phiên bản GeForce 2 fan thì nó sẽ có tốc độ thấp hơn một chút là 1770MHz. Còn đối với những thông số còn lại thì nó hoàn toàn y chang nhau. Điển hình đó chính là lõi CUDA là 1920. Và ngay bây giờ thì mình sẽ show ra từng cái thông số chi tiết của hai chiếc card đồ họa này để cho các bạn xem một cách cụ thể nhất. Đi vào trải nghiệm thực tế thì mình có test qua những tựa game đang khá phổ biến ở thời điểm hiện tại, có CSGO, PUBG cũng như là Battlefield 5 thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng một cách mượt mà với mức thiết lập, đó chính là max setting ở độ phân giải Full HD. FPS khi chơi CSGO thì nó có thể đạt được trên khoảng 200 FPS một cách hết sức mượt mà. Về phần GPU thì nó sẽ chênh lệch so với chiếc Vega phiên bản 3 fan từ 4 cho đến 5 độ. Một tựa game tiếp theo nữa đó chính là PUBG, cùng mức thiết lập đó chính là max setting ở độ phân giải Full HD. FPS của nó đạt được rơi vào khoảng 62 cho đến 68 và lúc này thì nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Đối với phiên bản 2 fan thì nhiệt độ của nó là rơi vào khoảng 67 độ C, còn phiên bản 3 fan thì cái nhiệt độ của nó rơi vào khoảng 63 cho đến 64 độ. Còn cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến với tựa game Battlefield 5, một tựa game hỗ trợ công nghệ Ray Tracing.
Với việc thiết lập đó chính là Max Setting và mình bật tính năng Ray Tracing lên thì FPS của nó đạt được rơi vào khoảng đó chính là tầm 50 cho đến 60 FPS. Nhiệt độ lúc này trên hai con gạc vẫn chênh lệch nhau tầm 3 cho đến 4 độ. Với phiên bản 3 fan thì cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng từ 59 cho đến 60. Còn phiên bản 2 fan thì nó rơi vào khoảng 63 cho đến 64 độ. Và qua đây thì các bạn có thể thấy thì với mức giá tiền chênh lệch khoảng gần 1 triệu đồng thì nó sẽ bị cắt giảm hai thứ, đó chính là thiết kế cũng như hiệu năng. Điều này theo mình nghĩ thì các bạn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và các bạn còn hỏi là có nên nâng cấp từ những chiếc card đồ họa GTX như là 1070, 1070Ti lên những chiếc card đồ họa thế hệ mới như thế này hay không, thì mình xin khẳng định với các bạn là có, với hai lý do sau đây. Thứ nhất, đó chính là về phần hiệu năng giữa GTX 1070Ti và RTX 2060 là nó ngang nhau. Tuy nhiên thì chiếc RTX 2060 thì nó sẽ là dòng VGA thế hệ mới, thế nên thì nó sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến có thể kể đến, đó chính là công nghệ Ray Tracing, công nghệ Deep Learning và còn rất nhiều công nghệ khác nữa. Còn GTX 1070Ti thì không. Và thứ hai đó chính là về mức giá của chiếc 1070Ti thì thậm chí nó còn đắt hơn so với chiếc RTX 2060. Vậy nên không có lý do nào mà các bạn không nên lựa chọn chiếc RTX 2060. Còn các bạn thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về hai chiếc VGA đến từ Gearbyte này? Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị và các bạn ngay bên dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.